nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ. Vừa qua, tại Trường Đại học Công nghiệp chi nhánh Hà Nam, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương cho biết, sau 5 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, lãnh đạo bộ đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đến nay, cơ cấu lao động nữ trong ngành công thương chiếm tới 44% trong tổng số 11,5 triệu lao động toàn ngành. Hàng năm, các tập đoàn, tổng công ty luôn quan tâm tạo điều kiện phát triển cán bộ nữ có năng lực để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được công việc. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của người lao động về bình đẳng giới trong xã hội, vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng cao. Bộ Công Thương cũng đề ra phương hướng đến năm 2020 có 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành được xác định có nội dung liên quan tới bình đẳng giới, tỷ lệ tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2016-2020 từ 25% trở lên, 100% cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ, v.v. Nhân dịp này, Bộ Công Thương cũng quyết định trao tặng bằng khen cho 28 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ngành công thương.